lên xe của thùng mình lấy cái cần trắng rồi cột tay rồi cái không. Sáng ngày 23 tháng 2, hội thiện nguyện BDS nhận được tin người đàn ông câu cá bị đuối nước khi cố gắng vớt lấy cần câu khi bị cuốn trôi xuống sông. Được biết nạn nhân từng tham gia chương trình Người Bí Ẩn, trước đây từng được nhiều khán giả biết đến với khả năng đặc biệt. Mà lúc đó lại không có ghe tàu nào mà có thể hoạt động được, ghe của cứu hộ cũng không mở được, không khóa được, mở khóa được ghe bên kia cũng không có chìa khóa nữa. Vụ việc xảy đến quá nhanh nên việc ứng phó không thể kịp thời có mặt. Nạn nhân xấu số đã ra đi mãi mãi. Cho đến sáng sớm ngày 23 tháng 2, Hội Thiện Nguyện BDS đã cùng người dân địa phương góp sức tìm kiếm công tác hỗ trợ tận liệm. Nhưng mà thì đưa lên để làm việc với bên công an, gia đình muốn xin sáng về thì mình hỗ trợ cho hòm tận liệm bây giờ. Có gì nữa Sang sẽ cập nhật sớm tiếp. Xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 2020 năm 2022. Thì bây giờ là hôm nay là tụi con có mặt ở đây để hỗ trợ vớt xác. Bây giờ thì các anh các chú là cũng đã vớt được xong rồi cả nhà. Tìm được thi thể của nạn nhân rồi. Mà mình không biết nguyên nhân vì sao mà lại xảy ra cái tai nạn thương tâm này. Thì hồi nãy con có thấy chị người nhà vừa đi lên bờ, nhưng mà nói chung là chắc là quá đau lòng cho nên là chị đã khóc rất là nhiều. Đó, bây giờ là bên đội là đang hỗ trợ đưa vận chuyển xác nạn nhân lên. Chị ngồi nhà thì bên kia nha cả nhà. Cầu Rạch Ông, cầu Rạch Ông. Đây là khu vực cầu Rạch Ông nha cả nhà. Đây là người nhà nè cả nhà. Bỏ mẹ con rồi. Lấy lên cái xe của thùng mình lấy cái cần trắng rồi cột tay rồi chứ không. Anh thay mặt tất cả bà con qua cộng đồng mạng của bên hội thiện nguyện BDS, trước tiên là gửi lời chia buồn tới gia đình mình. Rồi bây giờ người nhà có duy nguyện như thế nào để anh hỗ trợ luôn cho tới nơi tới chốn? Hiện tại bây giờ thì cha em á, ổng mất ở nơi đất khách quê người trên Sài Gòn này, mà quê cha con thì ở Hậu Giang. Mà giờ nguyện vọng của cha lúc trước cha cũng có thường nói là sau này có chết thì tao chôn gần mẹ mày, cho nên giờ gia đình quyết định là đem về nhà bà ngoại ở dưới ở Bạc Liêu, ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, để trong nơi an nghỉ cứu trùng của cha là ở đó. Vậy là em đưa cũng về Bạc Liêu, mong hội thiện nguyện của mình hỗ trợ giúp đưa cha em về tới nơi an nghỉ cuối cùng. Và hội thiện nguyện mình em biết tới là do em xem những kênh YouTube của mình á. Em thấy hội thiện mình rất là có ý nghĩa, hỗ trợ cho những người gặp hoàn cảnh như em như vậy, nhiều khi hoàn cảnh còn tệ hơn nữa. Thì hội thiện nguyện rất là nhiệt tình, cho nên em biết đến qua kênh YouTube là nhiều nhất. Và cái sự việc dẫn đến mức độ ngày hôm nay cha mất là cha em câu cá ở trên cầu á, rồi ông cá giật lôi gần câu hay là rác gì đó mà lôi rớt gần cầu xuống kinh luôn. Rồi cái cha ông mới đi bộ xuống dưới dạ cầu nè, dạ cầu ông cởi đầu đạc ra, ông bơi ra ngoài, ông lượm câu vô, mà lúc đó nước đang lớn mà chảy rất là xiết. Cha em ra tới cái ngã ba của cái sông ngoài đây, cho nên cha em bị đuối nước, cha em bơi hết nổi rồi. Cha em mới nghe người dân ở đây kể lại thôi chứ em không có chứng kiến, là tới đó, tới ngã ba là cha em bị đuối nước, cha em giới hai tay trời kêu cứu tôi với quá trời luôn, mà trời đó quá trời, điểm nó đang mưa nữa, nhiều khi người dân không nghe. Và cũng có một người thấy mà đàn bà mà tại mưa nữa, người ta không có dám ra để mà cứu cha em, nên dẫn đến tình trạng ngày hôm nay.
theo những lời người dân chứng kiến ở đây thì cha cái chết của em nó đến khá là bất ngờ, nhưng mà nó cũng quá rõ rồi, cũng không có sự việc nào mà nó gây lấn cấn đến cái chết của cha em, cho nên em xin là giữ nguyên thân thể của cha em, không khám nghiệm tử thi và để đưa về chôn cất ở quê nhà. Thưa quý vị khán giả, thì cũng như quý vị khán giả đã qua nghe rõ được cái sự việc xảy ra như ngày hôm nay, đó là cũng không có về cái vấn đề gì vụ án gì cả, chỉ là một cái vấn đề là đi câu rồi nó mắc phải câu phải gác, thì cũng tiếc cộng dây cộng chỉ lưới câu thì bơi ra, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng may mắn, nhiều khi nó cái xui nó đến bất ngờ lắm, nó có thể ra ngoài đó nó bị dợp bẻ, nó cứng tay cứng chân không có thể bơi vào được, thành thử ra nó xảy ra cái sự việc như vậy. Thì đây cũng là hồi chôn cảnh tỉnh để gửi tới những người mà đi câu á, không phải chúng ta biết bơi biết lội là được, thì nên đừng có tiếc đó. Thì đây nè, cả nhà cũng thấy dụng cụ phương tiện câu vẫn còn y như đây, quần áo cởi ra vẫn còn ở đây đó. Thì nói chung là cái này thì cũng do cái chuyện xui rủi mà thôi. Rồi mời cả nhà mình theo dõi tiếp theo nha. Thấp xuống bây giờ không có cao đâu, thấp xuống mới đẹp. Đây đúng rồi, đây từ đây mẹ hai vợ chồng chăm thôi, ông bỏ đi ông đi nè. Ông gắng kiếm tiền dành dụm ông cho tôi mở thận. Cái người đó nó biết bao lâu rồi mà cái chuyện đó thì mới tăng cái màu đỏ đỏ đó, cái cây đỏ đỏ là chú này rớt xuống hả? Ở đằng này nè, cái gần câu đây mỏ đây cứ bắt đầu đi lại. À chú đi câu cái cây đi. Đó cứ nếu nếu được cái cây đó cứu đi, cứu thì anh kêu người ta, rồi bắt đầu nếu được cái cây đó anh đứng biết là không ai cứu á, rồi cái bắt đầu có hai thằng nhỏ này nó câu chung chạy lên nó kêu mà không có ai hết trơn á, rồi bắt đầu mới ảnh mới gì đây ra trôi ra tới đó đó, ảnh giơ hai tay đi cứu đi cứu đi, thì ở trên bờ trên đó người ta thấy mà con của cái chủ nhà đó đó, cái xuồng đó không có mở ra được vì nó đi mặn không có xuồng mở, còn mấy cái chiếc bên đó nó mở không được, mở chìa khóa mở không được, nó bên chỗ cứu hộ đó là mở chìa khóa mở không được nữa, rồi hỏi mới chìm mà cho qua tới đó luôn đó. Là tàu cứu hộ vậy mà không mở được luôn. Nói sao mà người ta mở không được, rồi có hai thằng đi chung này nè, nó nói biết lội không, nó nói biết lội, ảnh biết lội thì ra nó dính ảnh níu được cái đó đó, ảnh nó cái phao ảnh níu được cái chỗ đó đó, anh ấy cứu thì bắt đầu là rốt cuộc không có ai cứu, chạy kêu không có ai cứu chân á, cái anh trôi ra tuốt ở ngoài đó đó, cái anh ấy cứu đi cứu thì anh giơ tay anh ngoắc lia hết trơn, là bà bên đó mới thấy đó, ngoắc lia hết trơn vậy đó, nó cứu gần hồi cái anh chìm luôn đó. Nhưng mà rồi lúc đó chưa mưa rồi một hồi bắt đầu anh mất một chút xíu bắt đầu mới mưa xuống rồi cái chiếc xe thì anh để trên cái cầu nha, chiếc xe rồi anh để trên cầu đó, rồi cần câu nữa có anh nó phóng xuống anh mò đó, anh gỡ đó thì anh trôi tới đó, mà phải là lúc đó mà có ghe xuồng ở đó đó là vớt anh được. Bây giờ tới đó anh còn hiếu được cái cây nó cứu đi anh la dữ lắm luôn á, mà không có có hai thằng nhỏ nó câu chung vậy nè, rồi nó chạy lên chảnh nó kêu người ta mà không ai xuống hết trơn, không có ai hết trơn á. Tối hôm qua hả? Lúc đó cách 3:30 có 3:30 à, là đi câu ở trên đó. Đi câu đứng đó câu xuống, nhưng mà cái lưỡi câu nó mắc cái đầu đó đó, dạ nó xuống lên chảnh anh lấy cái mà ảnh lúc em lấy cái lưỡi câu rồi ảnh trôi tới đó đó, ảnh níu được cái cây đó đó, nó cứu đi thì níu nó đứng một hồi biết là không có, cái bắt đầu ảnh đuối á, đuối bắt đầu ảnh mới buông tay thì nó trôi tới đó đó, ảnh nó cứu đi thì cái chị bên kia chỉ thấy chị nói bên bển nó giơ tay á, ảnh ngất lia hết trơn vậy đó, ảnh giơ tay là cứu rồi nước nó chảy xuống tới đó gần hồi ảnh chìm một hồi mới mưa chứ không phải đương không mưa liền, mà nói là chị nó có cái xuồng mà như xuồng của chị á, thì con chỉ đi mặn chưa cái mở phá được. Nè mình đi lại đây nghe cái bà đó bà kể là gì đó, bà nói bà đi gành thì bà nói bà thấy ở đó thì níu được cái cây đó đó,
thì nghe bà nói vậy thôi. Phải mà có thuyền thì nói chung là không mất một mạng người rồi. Rồi nói là chuyện qua vậy mà tới ánh mắt của hai ba chiếc thuyền lúc đó trời mưa rồi bắt đầu nó mới chạy ra hai ba chiếc thuyền chạy được. Phải lúc đó có ai là cứu được rồi. Dạ rồi. Dạ con cảm ơn. Cái gớt là gớt ngay đây nè. Dạ. Ông gớt cái lưỡi cầu của nó anh chúng nó đó. À, quý vị khán giả cũng thấy đây là khu vực sông cầu Rạch Ông. Thì qua như lời cô kể thì con sẽ tóm tắt lại sơ là có theo như lời cô kể là chú là đang câu ở trên cầu, nhưng mà cái lưỡi câu khi mà thả câu xuống thì cái lưỡi câu móc vào trong lục bình hay là ở đâu ở khu vực ở dưới này, cho nên là chú mới xuống đây để chú gỡ lưỡi câu, nhưng mà chắc là cũng ỷ y là nước nó không có cuốn, nước nó không có đủ lớn, không lớn hay là sao đó, rồi không biết sao mà chú lại bị trôi ra ngoài kia. Thì cũng chới giới ngoài kia trụ được cái phao màu xanh nó ngoải được một khoảng thời gian xong rồi trôi ngược qua bên này, trôi ngược qua bên này đó, rồi xong rồi mới mà lúc đó lại không có ghe tàu nào mà có thể hoạt động được, bên ghe của cứu hộ cũng không mở được, không khóa được, mở khóa được ghe bên kia cũng không có chìa khóa nữa, cho nên là chú trụ không được cho nên mới chìm luôn đó. Thôi đây quý vị khán giả, người nhà cũng đang rất là đau buồn nha. Nó cửa tay thay lại cái. Con này không kịp không. Không vô phải được luôn. Chú liệm ở đây là hỏi hàng này kia, kêu ở đâu vậy? Chú trò. Không biết không? Dạ, đi rồi thôi, chị đứng lên, không sao. Tôi chứ chồng nó về tôi quê tôi lại. Sao, chị đứng lên, đừng lại tôi nữa nha, đứng lên. Bình tĩnh, nghe là chú, động viên mẹ đi, nha. Giờ tạm thời sang hỗ trợ tới đây để coi còn với phần gia đình đó. Trước mắt thì đưa lên để làm việc với bên công an, gia đình muốn xin xác về thì mình hỗ trợ cho hòm tận lệ mới về. Còn có gì nữa Sang sẽ cập nhật tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cái video này. Xin chân thành cảm ơn. Hiện tại đứng đây là ngay cầu Gạch Ông nha cả nhà. Và ở đây là con sông Thủ, kênh Thủ gì đây. Nói chung để mấy anh em thu dọn hiện trường trước cái đó. Rồi bắt đầu mới tính tiếp. Xin chào và hẹn quý vị ở video sau.